chúng ta sẽ mở ra nha. Rất là háo hức rồi. Giống như là một cái giỏ làm việc của mình vậy các bạn. Rất là nhiều đồ trên đây luôn và nó rất là nặng nữa. Các em có thể nhìn thấy là bên ngoài người ta để rất là nhiều thứ ở trong cái bộ đồ trang điểm này, đâu đủ thứ hết luôn. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn hình thật của nó nha. Và các em ơi, các em có thể nhìn thấy là khi mà cái bộ đồ trang điểm này giống như một cái cặp tác vậy đó. Wow, rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra, có một cái dây để khóa lại, bây giờ chúng ta lại kéo cắt ra mới được nha. Bên đây nữa. Oh, trời ơi, các bạn hãy cẩn thận nha, coi chừng là sẽ bị đứt ngón tay á. Wow, trời ơi các bạn ơi, rất là nhiều đồ đẹp luôn nè. Bây giờ có cả gương nữa và có cả sticker nữa. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra nha. Đây là một bộ để mà mình đi trang điểm cho búp bê mà, nên là phải có đầy đủ hết chứ. Và ở đây thì chị Nhung thấy có một cái sticker mà mình sẽ dán vào nha các em. Chị Nhung sẽ mở ra, ta sẽ dán bên ngoài của cặp táp này nha. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow, thế là chúng ta đã có được một cái cặp táp rất là đẹp rồi. Và mở ra. Mở ra, bây giờ Thiên Thư sẽ cho những cái đồ nghề này vào đi. Trời ơi các bạn, Thiên Thư thấy nó y chang thiệt luôn á, nó rất là nhiều màu. Không biết là có đánh được không, bây giờ Thiên Thư sẽ thử. Ồ, các bạn là không đánh được nha. Cái này là một phần sắc mắt đúng không? Sẽ để đây. Tiếp theo, Thiên Thư không biết là cái này là cái gì nữa. Thôi mình bỏ qua đi, một hồi mình sẽ biết. Và đây là một cái đồ kẹp tóc nè các bạn, mình có thể kẹp ở trên đầu nè. Tiếp theo là một tấm gương. Gương này là không thể thiếu cho những bạn nữ rồi. Mình sẽ để đây. Đây là một cây lược. Đây, cây lược để chải tóc mai. Tóc đó. Wow, cái lược này chị Dung thấy là giống như thiệt luôn á Thiên Thư. Đúng rồi, mình sẽ để đây. Và đây cũng là thêm những cái đồ kẹp tóc nữa. À, cái này không phải là đồ kẹp tóc đâu Thiên Thư ơi. Đây là những cái cây xỉa tóc. Đúng rồi. Rồi, đây là còn một cây lược nữa nha các bạn. Rồi, thêm một cái xỉa tóc nữa. Và đây là một cây son. Thiên Thư sẽ để cây son này ở đây nha. Ồ, có nước hoa nữa nè các bạn. Bạn nào thích xịt nước hoa đây, mình sẽ để ở đây. Rồi, có cả thêm một cái nước hoa đây nữa. Wow, rất là nhiều nước hoa luôn ha. Rất là nhiều nước hoa luôn. Ồ, các bạn ơi, vừa phát hiện ra có một cái máy sấy tóc. Mình có thể sấy tóc mình. Rất là đẹp. Hình như là đây là cái đồ uống tóc ha chị Nhung. À, đây là cái đồ đậy son. Đậy Thiên Thư thì vừa đi chứ. Thiên Thư tưởng là cái đồ uống tóc. Đậy quá. Rồi, và đây là một cái cây để mà quẹt quẹt cái gì đó. Thử coi. Hả? Cô không biết là nó là cái gì nữa. Chèn ơi, cái này là cái cây đánh má hồng. À, cây đánh má hồng. Em ơi, đây là một cái cây đánh má hồng nha. Mình có thể đánh trên mặt của mình như thế này. Đó, đẹp quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dán vào đây nha. Fashion room. Và một sự thức giọng tràn đề. Đó chính là hồi nãy thì hai cái này á, là nó gắn hai bên đây. Bây giờ Thiên Thư phải tuột đồ ra hết và Thiên Thư gắn. Sao mình cảm thấy mình làm cái gì nó cũng ngược hết hả các bạn? Thiên Thư đẻ ngược mà. Cuộc sống này. Cuộc sống này quá mưu sinh. Và các bạn ơi, bây giờ thì Thiên Thư sẽ để vào nhà. Đó, ok. Đã thành khoảnh rồi. A hi hi. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Bây giờ mình hãy nhìn nắm lại bộ sản phẩm của mình nha. Rất là đẹp luôn. Ok, và cuối cùng thì bộ sản phẩm cũng đã xong rồi. Thì chị Nhung nghĩ là bạn Thiên Thư hôm nay sẽ làm đẹp cho chị Nhung bằng bộ sản phẩm này nha. Hôm nay thì Thiên Thư sẽ trổ tài và rất là thảo mai để mà make up cho chị Nhung đây. Không biết thảo mai là cái gì nữa. A hi hi, bây giờ thì Thiên Thư sẽ make up cho chị Nhung và làm tóc cực kỳ cho chị Nhung đi diễn nha. Và các bạn cùng theo dõi để coi là bạn Thiên Thư có làm tóc cho Nhung đẹp giống như bạn Thiên Thư nói không nha. Bằng bộ dụng cụ mà đang có sẵn ở đây. Yeah, rất là thích luôn. Thì chị Nhung nghĩ nếu như mà em trang điểm đẹp và làm tóc đẹp cho chị Nhung thì chị Nhung nghĩ sẽ cho em 200 ngàn. Ok, chị Nhung sẽ trả tiền. Ở ngoài thì người ta lấy chị Nhung chừng khoảng 100 ngàn thôi, nhưng mà chị Nhung khuyến mãi cho em 200 ngàn, em chịu không? Ok chị Nhung. Ok rồi, làm đi. Tóc chị Nhung mờ, chị ơi tóc chị mờ ở đâu mà thơm dữ vậy chị? Tôi mới đi spa tôi gội đầu á. Mình sẽ
tao rớt một cọng tóc là tôi bắt đền tiền đó. Cái gì vậy? Ôi chị ơi, tóc chị rối quá chị. Chị không giữ tóc gì hết. Tôi mới đi ở ngoài mà không rớt. Tôi mới chạy xe xong rồi khi lấy chân giờ. Trời ơi ghê. Chị hãy làm sao cho tôi thật là đẹp để tôi với một cái bộ tóc đẹp để tôi đi tiệc. Thì chị cố gắng nha. Nếu như mà không đẹp thì tôi không trả tiền đó. Ok, bây giờ thì tôi sẽ biếm cho chị hai chân. Tôi già rồi đó, đừng tương tư tuổi tiên nữa nha. Tôi sẽ làm cho chị hôm nay thiệt là trẻ. Cô làm đẻ lẹ đi nha. Để không là tôi không kịp giờ là tôi không có trả tiền đâu đó. Dạ chị ơi, làm cho chị là thành cực quá chị. Nhanh đi, tôi ngủ quá. Cho tôi đi, đừng có đánh sao cái mắt tôi bầm luôn đó, chết tôi đó.
Trời, cô hết cô, đâm chân đèn đó cô. Ông không có xài thì biết. Trời ơi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đánh mặt má hồng cho cô. Má hồng thì tôi sẽ đánh hồng son. Son hồng cho tự nhiên cô ơi. Trời ơi, đánh má hồng vậy đó. Má hồng vậy nó mới là quý xì tóc. Má quý xì tóc với cô. Cái cô này thì làm ăn bánh rỡ quá chừng của đất luôn á. Làm cho nhân mình làm cho người ta thì làm nhẹ nhàng thôi. Mình phải quý xì tóc với bạn ơi. Mình phải quý xì tóc với bạn. Trời ơi, mình làm gì mới mới quý xì tóc. Cái mùi hương đây xịu xịu gì vậy trời ơi.